Bò bắp thấu nha. Con em nó bắt được khoảng được món nem bị chua đây. Rồi xả, rồi heo, rồi lòng, rồi chườm, rồi gì đủ giờ. Chị Dung bắt được mấy con, Liên bắt được nhiều. Liên với thằng kia nó mê quá, nghe có phít mê quá, tao nói đó. Nó xuống gọi cá sen tôm thịt bao nhiêu đâu bò bắp thấu mà nói ra nó cũng giả giò tôm. 11 giờ đêm về chạy về tới đây là cũng phải 1 giờ cái nó hai đứa nó làm 3 giờ sáng cái nó ngủ ăn cái nó phờ đầu mẹ con nó đặc biệt nó phá đây nem bì của em thích đây nó nó đưa ra hỏi chỗ đó là phải mix xuống nó chết trước khi nó làm nó bắt không tôm nó còn sống nó bắt được phạt đấy không mấy kia nó vô vô nhậu nha. Lung hết bao bánh mì nha. Nó cắn mấy cái này bánh mì sa tế à? Cũng ly chưa? Quà là cũng ly nha. Thấy người ta cơ. Để lại anh luôn chưa? Cái gì lăn cho nó dẹp dẹp. Em thấy đồ kia còn hả? Còn ha, còn hết anh đi ăn. Có gọi không ơi? Còn lấy gọi, lấy gọi ra cho anh. Anh Minh hả? Còn ăn lấy gọi với bò bắp thấu này. À bò bắp thấu. Bò bắp thấu này. Quà làm ha. Tôi học được cái bò bóp hấu mà kiểu như là mình tái tái xong lấy không, cái này hình như quả cá xào sơ phải không? Đúng rồi. Có màu gai đồ sống nhiều lắm đây đó sợ màu gai vô. Ừ, ở ngoài ăn ngon á. Người ta cắt màu gai người ta trộn ngó sen tâm thịt đây. Dạ. Để phần mình.